nào có chương trình Bé Yêu Vui Hát. Có bạn nào còn nhớ cô Hồng Nhung không nhỉ? Cô Hồng Nhung đã quay lại và đồng hành cùng chúng mình trong chương trình ngày hôm nay đấy. Các bạn nhỏ của Trung tâm Nghệ thuật Adam đâu rồi? Hôm nay ai sẽ học hát cùng với cô? Con ạ. Hành An à? Các em thân mến, kỳ nghỉ hè của chúng ta vừa qua, có bạn nào được bố mẹ cho về quê chơi không nào? Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn và chứa đựng rất nhiều tình cảm trong mỗi con người chúng ta phải không nào? Và hôm nay, cô Hồng Nhung sẽ hướng dẫn các em hát một ca khúc rất ngọt ngào mang tên Quê Hương, nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân. Và trước khi vào phần học hát thì cô sẽ hát mẫu một lần, các em cùng lắng nghe nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau học bài hát này nhé. Cô Hồng Nhung sẽ hát mẫu 2 câu và sau khi hát mẫu thì các em hãy lắng nghe rồi hát theo cô. Quê hương hài một. Quê hương là chung khế ngọt cho con chiều hai mỗi ngày. Rất tốt. Câu tiếp theo, con nghe cô hát mẫu. Quê hương là đường đi học, con về giờ bướm bàng bay. Quê hương là đường đi học, hai một. Quê hương là đường đi học, con về giờ bướm bàng bay. Câu tiếp theo, nghe cô hát mẫu. Quê hương là cánh diều biếc, tuổi thơ con tha trên đồng. Quê hương là cánh diều biếc, hai một. Quê hương là cánh diều biếc. Tiếp theo. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Chữ sông ở cuối thì con mở tròn và ngân dài ra nhá. Quê hương là con đò nhỏ. Quê hương là con đò nhỏ hai một. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Rất tốt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau hát lại 4 câu này từ đầu cho đến êm đềm khua nước ven sông nhá.
khế ngọt. Hai, một. Quê hương là chú khế ngọt cho con chiều hai mỗi ngày. Quê hương là đưa đi học con về dấu bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con khá trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ em đẹp bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau học đoạn thứ hai, đó là đoạn điệp khúc của bài. Các con nghe cô hát mẫu. Quê hương là câu chê nhỏ.